Rồi, xin chào anh em ha. Thì trưa hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy 10 cây. Hôm nay bắt đầu là từ con 30 ly và hôm nay có con 38 ly luôn nha anh em. Bao lô đeo lưng Echo 360, chập giật trợ lực lớn luôn ha. Một con Mitsubishi tên là 26 ga bóp zin mỏ dịch. Con Magu 20 tum gời. Con Magu 26 con này tum liền ha anh em. Giá này nó có chênh lệch nhau là 200 ngàn nè. Con một con Hitachi đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Nồng đứng nè, bình xăng trắng tươi luôn ha. Trắng cỏ theo nguyên bản nè, này phải gọi là hàng siêu vip luôn nha anh em. Rồi phía trên thì có cho anh em một con cơm Matsu BBC 2003, con này là bao khỏe bao bền luôn nha anh em. Một con Shindewa shop dòng máy trợ lực ha, 33 ly. Một con Gyubi đời máy đời của hàng Mitsubishi nha anh em, TL 20. Con Kiwit Echo 200, con này là dùng gia đình nha anh em. Và con đầu tiên là con Mitsubishi T100 ha, dòng máy Mitsu cổ. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo nha anh em. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo ha. Anh em bấm Mai Văn Tèo cũng ra luôn. Hình thức mua máy bên em thì rất là đơn giản. Anh em là mua hàng sẽ được là bao ship tận nhà, không cần phải cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Hàng tới anh em có quyền được khui ra và được thử hàng, test nổ ok ngon lành hết thì anh em mới trả tiền. Cho nên là khi mà anh em mua hàng thì anh em sẽ không mất mát gì hết. Khi mà anh em chưa có test nổ, máy không nổ hay là sao đó thì anh em không có mất mát gì hết. Hàng bên em là bao kiểm tra cho anh em hết. Bởi vì hàng của em đi là phải là chất lượng hết mới dám cho đi hàng nha anh em. Tại vì bên em bán không có lấy cọc ha. Hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ N, bắt đầu là từ con N20 và cuối cùng là con N29. Địa chỉ cửa hàng của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Thì những anh em nào lần đầu tiên xem clip, nhớ để lại cho em một cái nút đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo để khi mà em lên clip hàng ngày thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Và cái lịch của em hiện tại thì một ngày em sẽ like cho anh em 2 clip, một cái clip buổi trưa và một cái buổi chiều. Trưa thì tầm khoảng 12 giờ đến 12 rưỡi, chiều thì khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi anh em. Do cái thời gian thì có thể là nó dao động nửa tiếng, là do cái thời gian đăng clip anh em, có thể là sớm hoặc trễ xíu. Đó thì thời gian vậy thôi, thì anh em cứ canh đúng ngày hôm đó, đúng giờ đó thì anh em cứ đợi thì em sẽ lên clip cho anh em. Còn không đơn giản thì anh em chỉ cần bật chuông thôi, lên clip lên là anh em sẽ nhận được thông báo liền ha. Rồi, con đầu tiên là con N20. N20 là con Mitsu T100 ha anh em. Máy nhỏ nhưng tiếng máy chạy rất là khỏe nha, nghe rất là giòn luôn. Nồng 30 ly 20cc. Con này thì anh em cắt cỏ vườn, cỏ nhà ha, hoặc là anh em có thể cắt bằng dây cước, dây xích khá là ok anh em. Do con này là do cái đời cổ, đời trước sản xuất đời đầu anh em, nó không có được bắt mắt, nhưng bù lại là đảm bảo về chất lượng và máy thì cực kỳ khỏe luôn. Bình xăng lớn thì zin nguyên bản nè, còn bình xăng con thì do nó đời trước đời cổ nè, bình xăng nó không có được ngon. Bởi vì em thay cho anh em là hai kim 260 mới, chạy cho nó ngon, xăng qua cho nó ngọt. Công tắc nằm trên đỉnh đầu nha anh em. Nè, tum nhôm. Đây tên máy đây nha anh em, 100 nè là T100 đó. Tay đôi, lắp, đầu bò đầy đủ nha anh em. Máy này dùng gia đình thì phải gọi là cực kỳ ok luôn ha. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 1 triệu mốt thôi. N20 1.100.000. N21 N21 là con Echo Kiwit Echo 200, nồng 30 ly 20cc, máy siêu gọn và nhẹ luôn nha anh em, nặng xăng nhớt đầy đủ luôn ha, đầy bình luôn thì khoảng 4kg thôi. Con này thì anh em chạy xăng cắt cỏ vườn, cỏ nhà, bờ mương, bờ ao, bờ ruộng là anh em đổ đầy bình là chạy từ sáng tới chiều luôn anh em, cực kỳ lợi xăng và giá cực kỳ rẻ, bằng như con N20, giá chỉ có 1 triệu mốt thôi. Được một cái con này tum liền, tum nhựa anh em, đã máy đã nhẹ đã gọn rồi, tum nhựa nó thì nó sẽ nhẹ thêm nữa nha anh em. Con này phải gọi siêu gọn nhẹ luôn, phù hợp cho chị em phụ nữ hoặc là những bác có tuổi rồi, trên 60-65 này kia đó, quải thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Rồi con này tay đôi nha, trắng cỏ là zin theo máy luôn nha anh em, đầu bò zin. Con này thì bình xăng con thì em cũng đã lên hai kim 260 mới luôn nha anh em. N21 giá 1.100.000. N22
22 là con Ryobi, đời là đời của Mitsubishi TL20 nha anh em. Con này nòng 30 ly, 20cc, siêu lợi xăng và siêu bền bỉ luôn. À, dòng máy Mitsu thì cái dòng máy thương hiệu thì nếu mà anh em lần đầu tiên mà xài máy máy bãi Nhật là anh em đều là biết tới là Mitsu là cái đầu tiên. À, tại vì thương hiệu nó quá lớn đi. Con này bình xăng con thì ga ngang quanh gồ và dùng đặc biệt là dùng e tay đỏ tự động nha anh em, giúp cho anh em chỉ việc đóng e khi mà anh em lên ga thì e sẽ tự động mở cho mình, rất là tiện lợi luôn ha, không có sợ phải là quên hay mở đóng le gì hết. Bình xăng zin còn trắng còn đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Tôm thì tôm liền, tôm nhựa theo máy. Đời này thì cái phiên bản này nó vậy đó nha anh em. Đây tên máy đây, TL con này là 201 luôn nha anh em. Số seri 014621 ha. Đây, Ryobi nhập nổi luôn, nhưng là đời của thằng Ryobi TL ha. Đây có dán tem cho mình nha anh em. Công tắc zin. Rồi, tay đôi, đầu bò zin nguyên bản nha anh em. Máy zin nguyên cây 100% và con này cũng rất là gọn nhẹ luôn, như con Echo Kiwis 200 nãy, xăng nhớt đầy đủ đầy bình luôn thì khoảng 4 kg thôi nha anh em. N22 giá 1.400.000. N23 con này cái nắp Interke nó kiểu như nó cái này nó giãn anh em, nó nóng thời gian nó giãn nó nóng nó hơi lỏng á, thì cái này khi mà hàng đi thì em sẽ bắt cho anh em thêm một con ốc nằm đây, bắt xuống luôn hay là cho nó dính cứng luôn nha anh em. Ở con này Echo Shindewa, ủa lộn, con Shindewa shop nồng là 33 ly 24cc, Shindewa 2401, shop là dòng máy giật trợ lực nha anh em. Đây nó có thêm phần lò xo này giật trợ lực, giật rất là nhẹ. Bình xăng lớn zin, còn bình xăng con thì con này em cũng đã lên cho anh em là 2 kim 260 mới, giúp cho máy xăng qua ngọt hơn và giật nhảy nổ hơn. Nồng đứng nha anh em, nếu mà con này nồng đứng nó 24cc thì tính theo nồng nằm thì nó khoảng tới 25-26cc anh em. Dòng máy nồng đứng thường nó sẽ khỏe hơn ha. Tâm liền tâm nhựa nha, đây 2401 nha anh em. Bên hông nó cũng có tem mát cho mình và có số seri luôn. Made in Japan đầy đủ luôn nha anh em. Đó, dán một cái tem nhưng đầy đủ thông tin hết. Ga giữ nè, kéo rất là nhẹ luôn nha anh em. Công tắc trên tay giúp cho mình tắt máy rất là dễ luôn. Lắp đầu bò zin, cái lắp con này nó dài hơn mấy con lắp kia khoảng là 5 phân nha anh em ha. 5 phân là 5cm đó. N23 giá 1.450.000. Con máy này anh nào cao khoảng 1m7 1m8 này kia là cắt nó sẽ khỏe hơn, là đỡ khòm nè, đỡ mỏi lưng ha. Tiếp theo con N24. Máy chạy quá rồng luôn ha, anh em nghe khá là khỏe luôn ha. N24 là con Genos Komatsu BC2003, Made in Japan trên chụp giật còn luôn nha anh em. Nòng 32 ly 23cc, máy chạy rồng khỏe, tiếng máy nghe cực kỳ đầm luôn nha anh em. Con này thì cực kỳ bền bỉ luôn, dòng Komatsu nè, dòng máy cực kỳ thương hiệu luôn. Ha, 32 ly 23cc. Bình xăng lớn zin nguyên bản, bình xăng con cũng zin nguyên bản, ga ngang quanh gồ nha anh em. Đây, nó có thêm hai cục thun bảo vệ cái bình xăng cho mình nha anh em. Rất là chắc chắn luôn ha. Bô thì trắng đẹp luôn. Tum thì tum liền, tum nhựa theo máy nha. Công tắc thì nằm trên lắp. Con này hiện tại là một tay cầm tay đơn đó, thì cái clip lúc nào mà có tay đơn em cũng nói cho anh em hết để nhiều anh em lần đầu tiên xem clip biết cái công dụng ha. Tay đơn giúp cho anh em đi đường hoặc là đi trong vườn nó sẽ gọn, không có bị vướng víu ngoài đường, xe cộ hoặc là trong vườn chính cây cối này kia, nhánh cây này kia đó, thì tay đơn rất là dễ dàng di chuyển luôn. Nhưng mà anh em là cái người xài quen, xài chuyên nghiệp lâu rồi thì anh em xài tay đơn mới được nha. Còn anh em nào xài họ mới xài không quen thì sẽ rất là mỏi, thì tốt nhất anh em mới xài thì anh em nên đổi qua tay sừng trâu, tay đôi à, thì ở đây em sẽ thay cho anh em miễn phí. Còn anh em nào xài quen rồi thì anh em nên xài tay đơn như thế này đặng cho nó gọn nha anh em. Chắn cỏ đầu bò zin luôn ha. Đó thì anh em không thích thì em có thể đổi cho anh em tay đôi, bên em đổi là miễn phí nha, không có tính thêm phí. N24 giá 1.450.000, máy chạy khỏe, chạy đầm, chạy gông mà bền nữa nghe anh em, là cái quan trọng là bền nữa ha. N24 1.450.000. N25 đẹp luôn em ơi, dây giật trắng tươi luôn ha, dây giật như mới nè, xuất sắc luôn ha. Con này là con Hitachi, nồng 32 ly 23cc, nồng đứng áo đẹp xuất sắc nha anh em.
áo cái màu nó lạ mà nó còn mới xuất đẹp xuất kinh khủng luôn nè. Còn cái kiểu dáng còn cái phần bô này anh em nó làm thêm phần lòi nè, thiết kế cực kỳ là mới luôn ha, cực kỳ đời cao luôn. Bô thì bình xăng lớn thì zin nguyên bản anh em, còn trắng còn đẹp xuất sắc luôn nè. Ốc thì còn nước sơn màu đen luôn, chưa có dấu hiệu bị cháy nè, quá đẹp. Nằm đứng xăng con thì zin nguyên bản ra ngang nè, quá mới luôn anh em ơi. Tùm ha, tùm liền Hitachi, có cái chân bảo vệ bình xăng luôn nha anh em, quá đẹp. Cùm cũng mới chát luôn ha, là bốn con ốc còn đang xì lì luôn. Công tắc trên tay ha, giúp cho mình tắt mở rất là dễ nè. Ga giữ trắng cỏ là zin theo đầu máy luôn nha anh em, zin theo máy luôn nè. Nước sơn màu này em không biết màu gì nữa anh em, em mấy cái màu này em dốt lắm, bởi vì nhiều khi em không biết nhìn thấy cái màu này lạ anh em, nó đẹp nữa ha. N25 giá 1.400.000 nha. Màu này màu gì cho nên là em không biết cho nên em không có bình luận nha anh em. Bô thì còn trắng còn đẹp luôn nha. Con này phải chơi là 90% luôn. Bây giờ còn mới chát luôn nè. Dòng này chắc bên Nhật nó quên xài nè. Ha. N26. N26 là con Maguyama, con này là MB2006 anh em, nòng 34 ly, 26cc. Con này thì chụp giật là trợ lực có giới thiệu nha, giật lớn đó, giật rất là nhẹ nè. Bình xăng lớn thì được cái là zin nguyên bản, còn tem còn con luôn nha anh em. Bình xăng con thì con này thì không biết tại sao lên bình xăng con hay kim mới nữa. Chắc là do bình xăng zin nó chạy không có được ngon anh em, bắt buộc phải thay mới ha. Rồi, con này nó cũng có hai cái cục thun để bảo vệ bình xăng lớn cho mình luôn. Tum thì tum liền, tum nhựa ha. Trong lốp là có dập số seri cho mình luôn nè. 269153 luôn nha anh em. Con này sản xuất hồi tháng 2 nha, còn năm mấy thì không biết, nó không có để nha anh em. Nói em biết tới nhiều thôi. Tum thì tum liền, tum nhựa nha. Rồi công tắc trên tay giúp cho mình cái việc tắt máy rất là đơn giản luôn ha, dễ dàng làm. Đáp đầu bò zin nguyên bản nha. Con này thì do là cái bình xăng con hay kim mới cho nên là con này em bán cho anh em là 1.800.000. Chứ nếu mà nó bình xăng zin thì nó khoảng 1.900.000 nha anh em. Chứ để nhiều anh em nói sao mà bán cùng một con máy mà bữa này bữa khác, hay là phải có một cái chi tiết nào đó thì cái giá nó mới có chênh lệch nha anh em. N26 giá 1.800.000, bắt đầu từ con này là anh em có thể cắt bằng dây cước, dây xích mà có cứng, có bụi này kia là ok luôn nha. N27. N27 là con Maguyama, con này nòng cũng là 34 ly, 26cc, giống như con anh N26 bên đây, nhưng mà con này được cái là nó zin nguyên bản anh em, chứ là thêm một cái đặc biệt là con này nó tum gời nha, tum 260, anh em có thể tháo gời đầu máy ra được ha. Rồi công tắc thì nằm đây, zin nguyên bản luôn nha anh em, chỉ có cái chỗ bên cái phần áo phía trước này nó bị nám chỗ này thôi, nám ba chỗ này thôi nha anh em, nhưng mà nó bên lành lặn nha, chứ nó không bị bể, không bị gãy, không bị sứt mẻ đâu hết, chỉ có cái bị nám khối thôi. Xăng con thì ra ngang quanh gồ ha, đây chỉ quanh gồ cho bình xăng con còn luôn. Lốc thì có dập mắt in cho băng nha, xuất sắc nha anh em, tum gời tum nhôm ha. Rồi tay là tay đôi, láp trắng cỏ, đầu bò zin nguyên bản nha. Máy con này thì zin nguyên cây 100% và anh em có thể chế cháo khi mà anh em tháo cái đầu máy được luôn. N27 giá 2.000.000 chẳng ha. N28. N28 là con Mitsubishi TL26 nha anh em, nòng 33 ly, 26cc ha. Công suất thì vẫn là 26cc nhưng mà nòng chỉ có 33 ly thôi. Thì cái 1 ly này giúp cho anh em là cực kỳ lợi xăng nè. Bình xăng con đó ra ngang rồi mà nòng thì công suất vẫn 26, mà nòng thuộc 1 ly thì anh em có thể là giảm đi một phần được nhiên liệu luôn anh em. Bởi vì dòng máy này thường, bởi vì dòng máy lớn này nó vậy anh em, cực kỳ tiết kiệm xăng là nó hay ở chỗ này. CC vẫn vậy nhưng mà nó có thể bót lại 1 ly cho anh em được ha, cực kỳ hay luôn. Rồi tên máy đây nghe anh em, nó nằm dưới phía dưới cái bình xăng ha. Model máy TL26, số seri là 221542 nha anh em. Rồi ở đây thì nó có thêm cái phần G này giúp cho anh em là bảo vệ bình xăng nè, tránh bị chày xước hoặc là vật nhọn đâm thủng nha. Họ làm thì gọi là thẩm mỹ nè, có tính thẩm mỹ cao nè, mà cực kỳ chắc chắn ha. Quá hay luôn, đúng là dòng máy thương hiệu lớn nó có khác.
dùng e tay đỏ tự động, khi mà anh em kéo nè, kéo ngang nè là đóng e, anh em lên ra e sẽ tự động mở cho mình, rất là hay. Lốc thì có nhập mắt in nhau băng luôn nè, chính hãng 100% ha. Tum thì tum gời, tum nhôm, tum 260, công tắc nằm đây ha. Và đặc biệt con này đang dùng là ga bóp zin, bóp mỏ dịch dài, dễ bóp và cực kỳ chắc chắn luôn anh em, do hàng Nhật chính gốc 100% luôn, máy zin toàn bộ cho mình luôn ha. Nước sơn màu đỏ lành lặn, không bị gãy, không bị mẻ, còn bóng bảy đẹp luôn anh em. Con này phải trên 85% ha. N28 giá 2.500.000 anh em. Cuối cùng N29. N29 là con Echo Qgit 360 anh em, nòng 38 ly, 36cc. Hôm bữa thì cũng có mấy anh hỏi em kiếm Echo nòng 38 ly đó, thì thường nó có 360 thôi. Mà em nhớ trong kho thì nó chỉ có khoảng 315 hoặc 340 thôi, cho nên là báo không có. Mà không biết sao bữa nay là lòi được con này. Thì anh nào hôm bữa có hỏi em mà lỡ em nó không có đó, thì hôm nay có xem clip được thì đừng chửi em nghe. Tại vì máy nhiều về nhiều mà không có nhớ hết nổi. Chụp giật là trợ lực có giới thiệu, thì lực lớn nha anh em. Tem mát còn đầy đủ ha, 360, số xe ghi còn. Bên hông là có chữ Made in Japan cho mình luôn nha anh em, zin nguyên bản, tum gời tum nhôm. Đây 360, 38 ly, 36cc, công tắc nằm trên láp luôn. Con này thì anh em nào đi đồi đi núi thì quải ba lô khá là gọn nhẹ mà được khi một cái nữa, thằng này là công suất to nha anh em. Ha, đập cắt này kia cắt có thể cắt thay được luôn nha anh em. Ba cái ngón này anh em chập lại anh em cắt vẫn ok nè, máy này siêu khỏe luôn. Ốp lưng dây đeo còn đầy đủ luôn nha anh em, máy rất là ngon luôn ha. Nhôm hết tum gời luôn. N29 giá 3 triệu chẳng luôn nha anh em. Rồi, anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em. Chào tất cả anh em nha.